Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã trở thành xu hướng chung và được các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh áp dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó, nâng cao hiệu quả về năng suất, chất lượng nông sản và đảm bảo nông nghiệp phát triển bền vững. Fourway Fresh Farm là một trong những đơn vị đăng ký đầu tư sản xuất sản phẩm rau củ quả xứ lạnh trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen. Tại đây, ngoài việc sản xuất trồng trọt trong nhà màng hay lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, đơn vị còn ứng dụng công nghệ 4.0 vào các công đoạn chăm bón cho cây trồng và được tự động hóa hoàn toàn chỉ bằng một nút bấm trên smartphone. Sử dụng các thiết bị công nghệ như quản lý các hệ thống tưới tự động bằng app trên điện thoại, điều khiển từ xa. Hiện tại như mình ở bận không có ra vườn được nhưng mà vẫn có thể tưới được thì mình điện thoại cách chính xác nhất, không cần phải trực tiếp vào vườn. Đối với sản phẩm hiện tại là có thể là đạt năng suất vượt trội so với cách canh tác truyền thống, và chất lượng mẫu mã rất là đẹp, được thị trường rất đánh giá rất là cao. Từ khi thành lập đến nay, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen đã cơ bản hoàn thiện về hạ tầng, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng đa dạng hóa các giống cây trồng mới. Từ đó phát triển các sản phẩm rau củ quả xứ lạnh và xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của Măng Đen, đặc biệt là thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong thời gian qua, xuyên suốt quá trình thì cũng liên tục là mời gọi các nhà đầu tư. Hiện tại ban được giao 170 hectare đất và đã giới thiệu cho các doanh nghiệp vào sử dụng đất trong ban là đã được 98%, với tổng số vốn là đầu tư là 133 tỷ vốn đầu tư cam kết đầu tư vào khu nông nghiệp. Cái vốn nhà nước bỏ ra để làm khu nông nghiệp này tới nay khoảng 38 tỷ, nghĩa là nhà đầu tư đã doanh nghiệp đã bỏ gấp 4 lần cái nguồn vốn nhà nước đầu tư vào trong đây để mà phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Còn tại các vùng dân tộc thiểu số, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đang được chính quyền các cấp từng bước triển khai mở rộng. Cụ thể là mô hình cây chuối tiêu hồng tại xã Gia Chim, thành phố Kon Tum. Đây là mô hình nhà nước đầu tư hỗ trợ bà con chuyển đổi giống cây trồng, vốn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bao tiêu sản phẩm và sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt. Dự kiến trong năm 2022, từ 9 hectare ban đầu, mô hình sẽ nhân rộng lên 18 hectare. Cây mì là đối với bà con là cây trồng ngắn ngày, cây trồng thủ công trước đây mang lại hiệu quả kinh tế thì không cao. Hiện nay phải áp dụng cây con giống mới thì bà con thấy trồng cây chuối này rất là tốt và áp dụng các biện pháp gọi là tưới tiêu rất thuận tiện, thuận lợi cho bà con. Hiện nay và cây chuối đang trổ bùm, bà con rất mừng và phấn khởi. Với điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, xã Gia Chim hiện có 4 hợp tác xã, 1 tổ liên kết sản xuất và hàng chục trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Ngoài tổ liên kết sản xuất trồng chuối tiêu hồng tại thôn Plesa, đa số các mô hình đều do người dân tự chủ động đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm giảm thiểu chi phí và nâng cao năng suất chất lượng. Đối với cái vấn đề chủ động trong cái việc phát triển ứng dụng công nghệ cao thì bà con nhân dân thì cần chủ động là quỹ đất, nguồn vốn, kỹ thuật và hướng tới này kia là sẽ phát triển các cái mô hình là trên diện tích lớn hoặc là chăn nuôi là trên quy mô lớn, khép kín, đáp ứng đủ các cái quy trình kỹ thuật, là coi như là mục đích là coi như là khi các cái sản phẩm thu hoạch sẽ là đưa ra thị trường là coi như là được mọi người dân này kia là đồng tình ủng hộ và cái chất lượng đảm bảo được người dân này công nhận.
sau hơn 5 năm thực hiện nghị quyết 02 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, tổng giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ trọng hơn 17%, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Tỉnh Kon Tum tiếp tục phấn đấu đến năm 2025 nâng tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản xuất hữu cơ lên khoảng 27.000 hectare.